Đây là bộ phim nói về một cô bé mà ai cũng tưởng là bị ngớ ngẩn, nhưng thực ra lại có thể dự đoán tương lai. Cô bé này tên là Lucinda Embry, một người sở hữu bộ thính giác nhạy bén, bén đến độ cô nói không nghe, nhưng lại nghe được tiếng thì thầm rè rè từ đâu đó trong tiết sinh hoạt lớp hôm nay. Bên cạnh việc phát giấy thu tiền đầu năm, cô chủ nhiệm còn phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề là vẽ về tương lai. Toàn bộ tác phẩm sau đó sẽ được đưa vào két thời gian sau 50 năm. Người nào dự đoán chính xác nhất sẽ đoạt giải. Cuộc thi nghe cũng thú vị phết. Học sinh bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Riêng Lucinda thì không vẽ, mà lại viết ra một đống số kỳ lạ. Sau buổi lễ hạ két, cô giáo phát hiện Lucinda đã biến mất. Tìm kiếm nguyên ngày họ mới tìm ra cô bé trong nhà kho, với đôi tay dính máu, khuôn mặt thất thần. Cô bé vừa viết lên cửa một dãy số bằng máu. Thấm thoát 50 năm đã trôi qua. Hôm nay là ngày đưa két sắt lên. Cô giáo chủ nhiệm hồi đó được mời đến để làm lễ trao giải, với phần thưởng là một tràng pháo tay, rồi phân phát những tác phẩm ấy cho lứa học sinh bây giờ chiêm ngưỡng. Tác phẩm chiếu tượng của Lucinda đã rơi vào tay của Caleb Koestler, một khứa sở hữu bộ thính giác tương tự như Lucinda, tò mò với những con số. Caleb quyết định mang nó về nhà nghiên cứu thêm, biết đâu lại tìm ra kho báu gì đó hay sao. Ý định đó nhanh chóng đổ vỡ vì bố cậu John Koestler phát hiện ra và yêu cầu con ngay ngày mai phải trả lại, bởi nó là tài sản của nhà trường. Kể từ ngày vợ của John, tức là mẹ của Caleb, mất đi, hai bố con đâm suy mà giải khuây theo những cách khác nhau. Caleb thường hay trốn lên phòng để xem những thước phim có mẹ, còn John thì đắm chìm vào men rượu. Trong lúc đang uống, sự chú ý của John vô tình va vào những con số, khiến anh tò mò ra phết. Bèn phân tích thử, biết đâu lại tìm được ít tài liệu đề đóm. Check dãy này xem nào, 9110102996. Nom nhìn quen phết. Đây là ngày con chim sắt check va hai anh em song sinh đây mà. Kèm theo ngày tháng là số người thiệt mạng đúng như thống kê. Cảm được điều gì ma lắm. John bắt đầu kiểm tra các dãy số còn lại và anh phát hiện ra tờ giấy chứa thông tin về ngày tháng năm lẫn số người thiệt mạng trong các thảm họa từ thiên nhiên cho đến nhân tạo. Ngay ngày hôm sau, anh kể chuyện này cho anh bạn thân, nhưng anh bạn thân lại khuyên rằng nghiện ít men thôi, hãy nghiện woman đi bro. Gái gu đéo gì tầm này, sắp tới có tận 3 thảm họa xảy ra, một trong số đó xảy ra ngay ngày mai và sẽ khiến 81 người chết đấy. Để chứng minh mình không bị ảo, John đưa thêm dẫn chứng về vụ việc của vợ mình. Giá như trước đó anh có được tờ giấy này thì có lẽ anh đã không mồ côi thê tử. Thấy bạn mình chắc ngáo lắm rồi. Anh bạn mới hỏi lại về ý nghĩa của những dãy số còn lại. John bí nên quyết định ngừng đấu mõm, tự đi tìm hiểu và ngăn chặn thảm họa. Đầu tiên phải tìm ra gốc dãy vấn đề. Anh tìm đến nhà cô giáo ngày đó, trước là để xác thực về tờ giấy, sau là tìm cách liên lạc với Lucinda Embry. Tuy đã hơi lẫn, nhưng cụ vẫn nhớ được bút tích của cô học trò. Nhưng để mà tìm ra được cách liên lạc với Lucinda thì hơi khó, vì cô đã mất liên lạc được một thời gian rồi. Tuy năng nổ với việc thiên hạ, nhưng John lại kém khoản đối nội trong gia đình. Cô em gái nhiều lần đến thăm và thuyết phục John về thăm các cụ thân sinh, nhưng vì có khúc mắc với bố nên anh đều từ chối với đủ những lý do khác nhau. Ngay cả con trai Caleb của mình, John cũng quản lý có phần hà khắc. Nhưng anh không hề biết rằng tổ ấm của mình đang bị đám phát ra tiếng thì thầm rè rè theo dõi. Một lần như thế, đám người này đã tiếp cận được với Caleb và trao cho cậu một hòn đá đen. Thấy con tương tác với người lạ, John lao ra ngăn cản, thì đám người thì thầm đã cút mất. Trở lại với công cuộc ngăn chặn thảm họa, vì không có quá nhiều thông tin về vụ việc nên John chỉ biết hóng chờ tin tức để xác thực tính đúng đắn của giả thuyết của mình. Giò nguyên đêm khiến anh mệt mỏi mà quên khuấy đi việc đón con. Vừa lao xe ra ngoài thì gặp ngay tắc đường, vô tình lại làm John nghĩ ra ý nghĩa của những dãy số còn lại, đó chính là tọa độ mà thảm họa sẽ xảy ra. Để xác minh giả thuyết, John xuống xe xem xét tình hình thì bất ngờ một chiếc máy bay trao cánh, đâm thẳng xuống bãi đất gần đó rồi phát nổ. Tận mắt chứng kiến thảm cảnh khiến cho tâm trạng của John suy sụp, và thế là anh làm gì? Anh về nhà tự trách bản thân. Cùng lúc ấy, trong phòng của Caleb, một tên thì thầm đã lẻn vào và cho cậu thấy cảnh tận thế khi các sinh vật đều bị thiêu cháy trong ngọn lửa hung tàn. Sợ hãi trước những gì đã nhìn thấy, Caleb hét lên gọi bố. John nghe thấy vội lao lên phòng con, thì chỉ thấy Caleb đang co rúm lại. Anh cố an ủi con. Khi ngó qua cửa sổ, John phát hiện ra kẻ thì thầm đang ở bên ngoài, liền cầm gậy ra đe. Nhưng mà hắn đã xôi xéo mất. Qua bài báo tử của Lucinda Embry, John đã tìm ra thân nhân của bà. Sau khi theo dõi họ đến một viện bảo tàng, John mượn cớ hai đứa trẻ hợp gu để tiếp cận đối tượng. Cô ấy giới thiệu mình là Diana, còn con gái là Abby. Nói chuyện được một lúc thì John ngỏ ý mời hai mẹ con đi uống tả tữa, rồi đi thẳng vào vấn đề luôn. Về bà Lucinda và dãy số mà bà đã để lại, như đụng vào đúng điểm G, Diana bỗng khó chịu. Mặc cho John nói hết nước hết cái về những thảm họa sắp xảy ra, nhưng Diana vẫn nhất quyết bỏ kệ, rồi nhanh chóng rời đi. Không có được thêm manh mối mà mai đã là deadline rồi. Đã thế, báo đài không ngừng đưa tin về nguy cơ khủng bố sắp xảy ra, buộc John phải khẩn trương hơn nữa. Ngay lập tức anh xác định được vị trí có thể xảy ra vụ việc, rồi gọi điện ẩn danh cho nhà chức trách, yêu cầu họ khẩn trương phong tỏa khu vực đó. Nhưng hôm sau mọi thứ vẫn y nguyên.
Khi John đến nơi và thấy ý kiến của mình đã bị để ngoài tai, anh vội đến gặp chị công an gần đó để yêu cầu họ phong tỏa nơi này nhanh còn kịp. Nhưng cảnh sát xây đéo đã thế còn cho người dí theo John, khiến anh phải lẩn vội xuống ga tàu điện ngầm. Trong cái rủi lại ló cái may, John ngó thấy một tên nom nhìn khả nghi lắm. Khi thấy có kẻ đang nhìn mình, hắn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. John dí theo tên đó, cảnh sát cũng dí theo John, cho đến khi dồn hắn vào đường cùng thì mới biết thằng này chỉ là weebu mê tai hen mà thôi. John thở phào, nhưng ngay lập tức lại phải thở gấp. Thảm họa không đến từ khủng bố, mà đến từ tai nạn đường sắt. Một sự cố đường ray đã khiến cho con tàu mất kiểm soát mà lao đến ga với tốc độ bàn thờ. Phát hiện tình hình, John ra dấu cho tất cả dồn xuống toa dưới. Con tàu tai nạn đã văng hẳn lên cả sân ga, kéo theo nhiều người bị thiệt mạng do va chạm. Có những người thì lại thiệt mạng do dẫm đạp lúc đang cố thoát thân. Nhờ có giáp cốt truyện mà John đã thoát một mạng, nhưng tinh thần của anh thì đã vụn vỡ. Anh vẫn không thể cứu được tất cả mọi người. Sau khi trở về nhà, John bắt gặp mẹ con Diana đang chờ ở trước cửa nhà. Sau khi hay tin tai nạn ở ga tàu, cô đã hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên đến đây để đưa John đi tìm manh mối. Cụ thể là căn nhà cũ của mẹ cô. Ở nơi đây có một căn phòng dán đầy những mẩu tin liên quan đến những thảm họa suốt 50 năm qua. Bên cạnh đó còn có một bức tranh Chúa Trời, thứ Diana kể rằng mẹ mình thường xuyên ngắm nhìn nó. Đây có thể là manh mối gì đó, nên John quyết định nhét túi mang về. Cả hai đi tiếp vào phòng ngủ của bà Lucinda, và họ phát hiện ra ở đây có nhiều hòn đá đen. Điều khiến cho họ bất ngờ hơn là ở dưới giường có rất nhiều dòng chữ ghi Everyone Else. Đây chính là hai chữ đã được bà Lucinda viết tắt ở cuối dãy số. Họ nghi ngờ rằng nó ám chỉ tai nạn cuối cùng chính là tận thế. Đúng lúc ấy, một tiếng còi ô tô dài vang lên. John và Diana vội trở lại xe. Trước đó đám người thì thầm đã đến. Suýt chút nữa chúng đã lôi kéo được Abby đi. Nếu không có sự nhanh trí của Caleb phát hiện ra tên đó chưa rời đi, John vội lấy hàng nắm truy đuổi. Khi đã đến nơi, anh yêu cầu tên kia xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng hắn đáp lại anh bằng một nụ cười. Một nụ cười khiến cho John lóa hết cả mắt. Đến khi nhìn lại thì tên kia biến con mẹ mất rồi. Nhận thấy hai mẹ con Diana đang gặp nguy hiểm, John đưa họ về nhà mình tạm trú. Nước đi hay đấy John. Nhờ thế mà anh đã có được một thông tin quan trọng về bức tranh lấy được từ nhà bà Lucinda. Qua lời Abby về mặt trời xuất hiện, John lập tức đến chỗ làm của anh bạn để xác minh, và kết quả khiến anh lẫn đứa bạn của mình sốc ngang. Mặt trời sẽ tỏa ra một bức xạ với bức sóng lớn, có thể phá hủy tầng ozone. Khi đó trái đất sẽ bị hun chín. Vô tình những lời đó bị Diana nghe thấy trước diễn biến quá bất ngờ xảy ra. Cô gợi ý hai gia đình có thể trở thành fan quỷ đỏ, chui vào trong hang lánh nạn. Diana có biết một cái hang cũng tiện nghi ra phết. John thấy ý kiến này cũng ổn, liền đưa Diana và hai đứa trẻ về nhà dọn hành lý. Còn mình chỉ mang theo tấm hình gia đình, rồi gọi điện cho bố để cảnh báo thảm họa, và khuyên ông hãy đưa mẹ và em gái đi lánh nạn. Nhưng ông từ chối, bởi mỗi người đều có thời của mình. Ông đã sớm chấp nhận việc mình sẽ về bên Chúa. Chưa kịp thuyết phục bố thì sóng điện thoại đã đứt. Trong khi đó thì Caleb lại mải ý đít trên ghế. Lại gần con thì John mới phát hiện ra cậu ấm đang viết những dãy số. Thậm chí giật cả giấy ra rồi thì cậu cũng cậy bàn ra mà viết tiếp. Chỉ đến khi John lay con thì cậu mới tỉnh táo trở lại. Chợt nhớ đến lời cô giáo trước đây nói, John vội đến trường học để lấy cánh cửa mà bà Lucinda đã cào lên, mang về nhà nhằm tìm ra dãy số cuối cùng, vì anh tin rằng đây chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Nhưng Diana không nghe. Cô cho rằng cách tốt nhất là đưa lũ trẻ đến với nhà hát của những giấc mơ. Nói mãi không được, cô liền đưa hai đứa lên xe mình mà đến hang lánh nạn. Trên đường đi, Diana đã cố liên lạc với John nhưng không thể. Ở bên này John cũng đã tìm ra dãy số, đó chỉ là tọa độ gần ngôi nhà của bà Lucinda, và đó chính là nơi họ sẽ được cứu rỗi. Khổ nỗi đi ra thì Diana và lũ trẻ đã biến mất. Hên sao khi đang mải miết đi tìm, John đã nhận được cuộc gọi của Caleb. Nhờ thế mà anh có thể kể cho Diana về mọi chuyện, và yêu cầu cô đưa đám trẻ đến nhà mẹ cô nhanh và chóng. Dù cho cô có đưa tất cả xuống đáy xã hội thì cũng không thoát được kiếp tử nạn này đâu. Nói đến thế rồi nhưng Diana vẫn nhất quyết không nghe. Lời nói không thể thông được não. John vội đến chỗ họ, nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy Diana đã ra đi vì tai nạn giao thông. Trong tay cô vẫn còn cầm nguyên một hòn đá đen, mà hai đứa trẻ thì lại không thấy đâu. John hiểu rằng đám thì thầm đã bắt cóc chúng đi. Ngay lập tức John đến tọa độ cuối cùng. Khi đến nơi, John thấy một gã thì thầm ẩn hiện trong sương. Bất chấp anh có la hét đe dọa cỡ nào thì mặt hắn vẫn lạnh tanh. Một lúc sau Caleb xuất hiện và giải thích rằng họ là những sinh vật đã bảo vệ thế giới này. Nếu muốn thoát được kiếp nạn này, chỉ có cách là đi theo họ mà thôi. Tuy nhiên John không có visa lên tàu. Chỉ có những kẻ nghe được tiếng thì thầm mới có thể lên tàu mà đến thế giới mới. Dù rất đau đớn, nhưng vì con vì cái, John đành chấp nhận để con rời đi. Caleb không muốn đi mà không có bố, nhưng nếu không đi cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà điều đó đối với John còn tệ hơn cái chết. Hai bố con bèn chào vĩnh biệt nhau. Con tàu cứ thế đi ra ngoài vũ trụ xa xôi, để lại người cha và nỗi buồn chia ly. Sau bao năm không gặp, John đã quyết định trở về gặp bố mẹ.
trong khoảnh khắc tận thế kéo đến. Họ đã tay trong tay cùng nhau tạm biệt dương thế. Toàn bộ thế giới bị nhấn chìm trong biển lửa, trái đất dần bị thiêu rụi. Nhưng ở đâu đó ngoài vũ trụ kia, Caleb và Abby đã đến một hành tinh mới, cùng với những nhân loại được lựa chọn khác. Họ sẽ tạo ra một thế giới mới. Đấy là phim, chứ thực tế chẳng có ai tiên tri được những thảm họa cả. Chúng cứ đến rồi đi, để lại những thiệt hại cho cả người lẫn của. Chúng ta chẳng thể nào nói trước được bất cứ điều gì. Điều duy nhất con người có thể làm là làm những công tác phòng chống, vì không có thiệt hại nào bằng thiệt hại về tính mạng và sức khỏe. Và tôi quằn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.